Hoàng tử bến thì tốt để quên sầu. Chú lo cho con, mà gọi điện cho con thì mẹ con không hay bắt máy hết. Tính chơi chiêu gì à, tuyệt giao với thế giới này luôn hả? Mà chuyện gia đình của con sao rồi, ổn không? Nội của con thì vẫn vậy thôi chú ơi, không nói được, con rầu quá. Rầu thì rầu, chú điện thoại cũng trả lời một tiếng chứ. Chú đâu có chọc giận con giống như là Trang Phạm đâu. Thôi đi, chú đừng có chọc con nữa. Giờ không có gì khiến con hứng thú được đâu. Chỉ có nấu ăn, mai ra thì thấy mình đang sống thôi. Nghiêm trọng vậy đó hả? Rồi vậy thôi, không ghẹo nữa. Nhưng mà tức, gọi ba cuộc, không trả lời được một cuộc. Tức chứ. Con xin lỗi, buồn quá cho nên là con tắt chuông thôi chứ đâu có tắt nguồn đâu. Con vẫn liên lạc với khách hàng được mà. Ủa, ngoài cuộc gọi nhỡ của chú cũng có ba của Trang gọi con nè. Biết có chuyện gì không ta? Nếu như có cuộc gọi nhỡ của người lớn á thì con phải trả lời. Từ ngày mà Trang Phạm bỏ đi, con sống chung nhà với Mai Lan mà nó giống như là cái xác di động, tới lui không hồn dí gì hết trơn á trời. Cái tính lịch thiệp hoạt bát lanh lợi ngày nào nó mất tiêu. Trả lời đi. Ủa, mẹ con nói cho con biết hết rồi sao? Dạ, ba, chú Công, con thấy cuộc gọi nhỡ cho nên là con gọi lại, có chuyện gì không chú? Mẹ con có đến đây thăm Trang với con của con 2 lần rồi. Con Trang cũng sanh bé Táo được 2 tuần rồi. Chú gọi điện cho con hoài mà không có được. Thôi ba, ba đừng vì con mà đi năn nỉ người ta nữa. Chừng nào con xuất viện về đi rồi tính. Ủa, Trang sanh là sao sao chú? Theo như dự định thì còn 2 tuần nữa mới sanh mà. Con cứ gặp mẹ con đi, là sẽ biết con Trang nó trải qua như thế nào. Thôi, để chú pha sữa cho con bé Táo cái đã. Thôi nghe. Dạ. Chú, Trang sanh rồi chú. Chú nghe. Ủa, mà sao mẹ cũng biết chuyện này mà không nói với con trời? Ít ra thì chú thấy con vẫn còn quan tâm đến Trang, biết đến ngày dự sinh của con bé. Thôi chờ gì nữa, hỏi mẹ con tình hình sao rồi đi vô thăm con Trang liền đi. Thôi con không đi đâu. Ủa sao vậy? Chuyện cũ con có quên được đâu mà đi. Chuyện cũ là chuyện gì? Chuyện thằng Vinh với Lip Set đó. Trời ơi, cái thằng này tôi tức chết liền. Bây giờ mà còn lo mấy cái chuyện đó nữa. Chuyện quan trọng bây giờ là thằng nhỏ con của con. Đi liền đi, mấy chuyện khác là dẹp hết. Đi, lẹ, nhanh. Đi, lẹ đi, đi. Ủa mà ba, bộ chiều nay mình xuất viện về hả? Ừ, thì con đồ về đó. Chứ lẽ ra bác sĩ nói là 3 ngày nữa con mới xuất viện. Thôi mà cũng được. Tại vì á, dù sao thì xóm chợ cũ của mình cũng ở gần bệnh viện. Có việc gì cần á, qua đây cũng tiện. Ừ. Ba, đi về sớm cũng đỡ tốn tiền lắm á. Chứ ở đây mắc quá à. Ừ, mẹ của bé Táo yêu cầu sao thì ông ngoại phải chịu thôi. Vì ông ngoại có cơ hội ẵm bé Táo về nhà ông ngoại luôn. Rồi xong. Ừ. Con thấy cái mùi là con thấy con ra rìa tới nơi rồi đó. Hôm vợ nha, ba ngày nào cũng ẵm bé Táo, cho bé Táo ăn xong rồi mới tới con. Chứ sao, hồi nhỏ lúc mà má con sanh con ra thì má con chăm con suốt à, ba lo đi làm có gần gũi được con đâu. Bây giờ ba mới hiểu được cảm giác chăm con nít nó sung sướng cỡ nào, giống con bé Táo. ông ngoại cưng. Ông ngoại cưng. Mẹ ăn ngon không mẹ? Còn có 1-2 muỗng à, mẹ ráng ăn cho mau khỏe nha. Giờ mới biết con là đứa con dâu chu đáo, hiếu thảo. Cảm ơn con. Mẹ đừng có lo cái gì hết á. Con với Bảo Nam sẽ chăm sóc cho mẹ thật là tốt.
chắc chắn là bán cầu não trái của mẹ sẽ nhanh chóng hồi phục. Rồi mẹ sẽ nói chuyện lại như xưa bình thường. Con có một tin vui này muốn báo cho mẹ biết. Nhưng mà con chưa có chắc lắm. Mẹ coi nè. Mẹ thấy nó giống y chang Bảo Nam không mẹ? Thật sự thì con cũng không chắc. Nhưng mà với linh cảm của con á thì đây là cháu của mình đó mẹ. Mẹ thấy không? Từ cái ánh mắt, trời đất ơi, rất là giống Bảo Nam luôn đó mẹ. Tuy là con Trang á, nó có cái chuyện là với chồng cũ, với lại cái lip sex. Nhưng mà con hỏi nó rất là nhiều lần rồi, nó luôn luôn nói là nó chỉ có mỗi mình Bảo Nam thôi. Còn cái chuyện kia nó bị hãm hại. Tuy là con không dám quyết định, con chờ ý kiến của mẹ với Bảo Nam. Nhưng mà bây giờ Bảo Nam nó lại có mối quan hệ với Mai Lan. Thật sự là con khó nghĩ lắm mẹ. Chỉ là thấy thương cháu mình quá. Mỗi lần con cho nó ở sữa đó mẹ, nó nheo mắt, nó cười, rồi ở xong là nó sảng khoái y chang như Bảo Nam lúc nhỏ vậy đó mẹ. Nhưng mà con cũng không biết là có phải là do mình thương cháu quá cho nên là mình suy nghĩ vậy không, hay là đứa nào nó cũng ở sữa giống vậy mẹ. Biết Trang sanh rồi đúng không? Con mới gọi cho chú Công nên con mới biết đó. Mẹ cũng mới biết đây thôi. Định là sẽ nói cho con nghe. Nhưng mà đêm qua con cũng đâu có về nhà đâu mà nói. Sao mẹ không gọi cho con? Con coi lại điện thoại của mình đi. Coi có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của mẹ. Từ lâu rồi con có để ý mấy cái đó đâu. Mấy nay con không có cầm điện thoại. Con sợ mình lại coi clip của Trang. Mà Trang đang ở bệnh viện nào vậy mà? Trang với lại con... Con của cổ ra sao mà? Trèo lên em hái đó mà chua ngọt. Chua ngọt.